Xin chào tất cả mọi người. Chúc anh em đầu tuần làm việc vui vẻ. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc tất cả những người mà yêu Lan là giáo viên thì luôn có được niềm vui, hạnh phúc trong công việc để ươm mầm tài năng cho đất nước. Hôm nay mình trên tay thì muốn giới thiệu đến các bạn một cái món hàng cũng tương đối là độc lạ. Đây thì mổ cái con lợn ra thì bắt gặp được. Chắc các bạn cũng đã từng nghe trên báo hoặc trên TV rồi đúng không? Thằng này là có tên gọi là cát lợn, hay còn gọi là trư sa. Cái món hàng này thì tương đối độc lạ, thì không phải ai cũng có nha các bạn. Thì mình hiện tại là mình đang sở hữu nó. Đó, đang sở hữu nó. Và mình cũng biết là anh em, nhiều anh em tò mò, chỉ thấy được trên báo thôi chứ chưa thấy thực tế nó như thế nào. Thì mình cũng xin làm một cái clip review để các bạn xem. Đây, mình để nó trên một cái đế gỗ như thế này. Thực ra cái chư sa này các bạn, là mình thấy ở giữa, cầm bóp lên thì nên bỏ xuống đất nha, mình cầm trên tay. Đây, nó tương đối nhẹ các bạn. Hiện tại nó đã khô rồi, nằm trong lòng bàn tay của mình đây. Thì cái cục này là một loại tương đối đặc biệt, tại vì cái màu của nó vàng đều, nó vàng đều như là các cái sợi tóc vàng. Thì qua cảm nhận của mình thì nó giống như là một cái búi lông, nhưng mà nếu mà bóp mạnh vào bên trong thì cảm giác nó có một cái nhân cứng cứng ở giữa, không biết cái nhân đó là cái gì. Còn tổng hợp của nó là hàng nghìn cái sợi lông, khi mình cầm trên tay thì nó có cảm giác nó hơi dính dính các bạn, nó hơi dính dính. Thì nhìn nếu mà quan sát kỹ thì như là trên từng cái sợi lông này là nó có một cái lớp dầu, nó có pha một chút giống như là mỡ và một chút sáp sáp. Khi trước đây mình đọc trên báo và xem TV thì nghe nói là cát lợn nó tỏa ra cái mùi hương, thì mình cũng đã từng là ngửi thử và đúng là nó có một cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhẹ các bạn. Nó pha lẫn giữa cái mùi giống như cái mùi sáp dầu, nó có cái mùi sáp dầu và một cái mùi hương thảo mộc thoang thoảng. Thì nếu mà tra cứu thông tin thì những thì có một số thông tin là người Trung Quốc người ta mua cái cát lợn này trị giá là hàng ngàn đô la mỗi gram, tức là các bạn biết một ký là 1.000 gram đúng không, và người ta mua tới hàng nghìn đô la mỗi gram, có nghĩa là cát lợn có giá tiền tỷ. Thì mình không biết thực tế là như thế nào, thì trước mắt là hiện tại là review cho các bạn xem món hàng này đằng trước đã. Đây các bạn xem, nhìn nó thì tương đối ghê đúng không, nhưng mà sở hữu được nó rồi thấy nó cũng có cái cảm giác nó lạ lạ, tại vì không nhiều anh em là được tận mắt tận tay cầm cái món này ở trên tay đúng không. Mình thì cũng không cần tiền tỷ, chỉ cần có được ít tiền gửi tiết kiệm là được rồi. Không biết bây giờ bán cái này có ai mua không biết. Anh em nào quen biết mà